Ơi, mua chơi luôn đấy. Nãy bác chỉ mình tôi lùng chưa? Rồi. Rồi. Cái chân của em sưng tù lùn, sưng tù dù cục nó đa kinh á. Anh cứ dùng điện thoại, anh cho em mượn điện thoại kìa. Hello mọi người nha, mọi người vô chia sẻ bài giùm em với. Thái Đan đang lên này, chia sẻ bài giùm tôi với này. Chia sẻ bài giùm em với nha mọi người.
Cả nhà chia sẻ bài hôm nay mới nha cả nhà ơi. Bắt đầu like nha. Em còn máy con len em like lên cho mọi người xem nè. Dễ thương lắm này mọi người ơi. Màu con len này rất là dễ thương luôn này. Màu con len tay phòng như thế này nha, cực kỳ xinh luôn này. Mặc với đầm á, mọi người phối với đầm rất là xinh luôn nha. Chốt giùm em mã tay phòng này cực kỳ xinh luôn nha. Chốt giùm em mã tay phòng này, con len này tay phòng nha. Em bán với giá chỉ có 140 thôi này mọi người. Xinh lắm luôn nha. 140 này, một con len tay phòng 140 cực kỳ xinh luôn. Rất là xinh luôn nha. Chốt giùm em mã tay phòng nha. Len tay phòng 140 này, xinh cực kỳ luôn. Đó. Em ghi bài cho mọi người xem. Giùm em mã tay len tay phòng 140.000 nha, rất là xinh luôn này. Đó, cực kỳ xinh mọi người, phối với đầm với váy cũng rất là đẹp luôn nha. Chốt giùm em mã tay phòng này, màu này là màu dạng màu hồng da đó mọi người, màu hồng cam á, xinh lắm luôn á. Nó có màu giống như trong trong livestream màu như thế nào ra ngồi như cái đó nha. Đó, nó rất là xinh đó. Mọi người thấy rõ không ạ? Chốt giùm em mã tay phòng nha. Chốt hàng mã cộng số điện thoại giùm em với nha mọi người. Mã cộng số điện thoại giùm em với này. Mã tai phòng cộng số điện thoại giùm em với nha. Tai phòng cộng số điện thoại giùm em nè. Một con đầm này mọi người ơi, một con đầm xinh cực kỳ luôn nha. Một con đầm len này cực kỳ xinh luôn. Đó, con đầm len rất là xinh luôn. Tai này, tai có đến hạt như thế này nha. Cực kỳ xinh luôn. Tay đánh hàng rất là xinh luôn nha. Rất là xinh luôn này đó mọi người thấy không? Cực kỳ xinh luôn nha. Đó. Em len này cực kỳ xinh luôn này mọi người ơi, rất là xinh luôn. Em thử cho mọi người xem cái con này này, cực kỳ xinh luôn nha. Chắc len dài dặn như thế này nha. Tay phòng chắc của chị Nana này. Này, cái len này đó mọi người thấy không? Đính hạt hai bên cực kỳ xinh luôn nha, mặc quần jean đi nó. Phía dưới này mọi người, phía dưới là có bề như thế này nha. Đó, mọi người nhìn rõ cái form đầm này. Xinh lắm luôn. Mặt len rất là trắng da luôn, cái màu này là dạng màu màu nâu tai, màu đất, màu đà đất đó mọi người, cực kỳ xinh luôn nha. Đó, nói như thế này nha, đầm nha mọi người. Phía dưới là dạng xếp tầng như thế này nha, cực kỳ xinh luôn. 140 nha mọi người, em bán giá lỗ cho mọi người để lấy dậy lại gión thôi, em nhập vô đã 150 luôn rồi đó. Cái đầm này em nhập vô 150 luôn. Em bán cho mọi người giá 140 đồng giá luôn nè. 140 đồng giá luôn nha. Xinh cực kỳ luôn. Chốt cho em mã đầm nha mọi người. Mã đầm này 140.000 nha. Chốt hàng kèm số điện thoại giùm em nha mọi người. Chốt hàng kèm số điện thoại nha. Chốt hàng kèm số điện thoại giùm em nè. Mã đầm cộng số điện thoại nha. Đầm cộng số điện thoại giùm em với này. Cực kỳ xinh. Len bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết nha chị ơi. Len bao nhiêu ký mình mặc cũng vừa hết nha. Xinh lắm luôn. Len thì bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết nha. Có một cái chân váy này lắm. Xinh cực kỳ luôn nè. Chân váy này. Hai cái túi hai bên mọi người thấy rõ không ạ? Hai cái túi như thế này nha. Cực kỳ xinh luôn.
Em không cần thử nha mọi người ơi, này nó có form như thế này này, đó form xung như thế nào mọi người thấy không, hai cái túi hai bên cực kỳ xinh luôn đó. Chân váy này này cực kỳ xinh luôn mọi người, chốt thì mê mã chân váy len nha mọi người, chân váy đen này, chân váy đen nha mọi người, mã chân váy giùm em với này cực kỳ xinh luôn nha, mã chân váy này chân váy len cực kỳ đẹp luôn nha, chân váy đen này rất là đẹp luôn, bao nhiêu ký bao vừa luôn nha, bao nhiêu ký mà cũng vừa cái này hết nha, cực kỳ đẹp luôn, bao nhiêu ký mà cũng vừa nè. Chốt giùm em mã chân váy nha, chốt giùm em mã chân váy nè, thái đa na lê nha. Ủa mờ cái lắm hả, răng mờ đó ta, wifi như bị yếu ở răng á, wifi bị yếu ở răng mà mờ. Mọi người chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em với nha. Tiếp tục một em len nha mọi người, một em len này, một em len hai cái tay như thế này, hai cái tay theo nha, hơi chói à, còn chói không, không biết rằng nó hơi nó hay bị, nó hay bị chói kinh luôn á, mình biết rằng cái con này xinh lắm này, con này mọi người phối với quần jean như em cũng được nha, phối với quần jean hoặc là chân váy cũng xinh lắm. Chốt giùm em này, chốt giùm em mã theo nha mọi người, chốt giùm em mã tay theo nha, mã tay theo này, chốt giùm em mã tay theo nha, tay theo nha mọi người, xinh cực kỳ, màu bả trào này mọi người đó, thấy rõ không đó, mọi người thấy rõ cái màu của nó không, mã tay theo nha, mã theo này màu bả trào nha, xinh cực kỳ luôn, xinh lắm luôn, màu này len trắng da lắm nha, màu này len cực kỳ trắng da luôn, mã bả trào giùm em này xinh lắm luôn này, mã bả trào nha, xinh cực kỳ luôn chưa, bả trào nha, bả trào. Chốt giùm em mã bả trào nha. Ủa đó hả? Đỡ ra hả? Không biết đường nữa, hồi tỏ hồi mờ, không biết cũng bị đi rồi. Hình như wifi á, do wifi á các bạn. Hình như do wifi á kìa. Wifi máy bị bị. Wifi bị không bị điên nữa đó. Màu em len này, màu mọi người, màu em len Mickey dễ thương cực kỳ luôn nè. Màu em len Mickey dễ thương lắm luôn nha. Xinh lắm luôn. Màu em len Mickey này. Em len Mickey đó mọi người thấy rõ không? Xinh lắm nha, này cái này nó đánh như thế này nha. Lấp lánh kinh, xinh xắn vô cùng luôn. Chốt giùm em mã Mickey nha mọi người, chốt giùm em mã Mickey nha mọi người, Mickey nha, xinh cực kỳ, chắc len dài dặn, không sợ giặt máy giặt nha, rất là xinh luôn. Mã len này, mã Mickey nha, Mickey cộng số điện thoại giùm em, mã Mickey cộng số điện thoại giùm em nè, xinh cực kỳ nha, len màu đỏ nha, rất là xinh luôn, khóa kéo nè đó mọi người, mặc đầm hoặc là mặc áo hay dài, mặc cái gì cũng dễ thương hết đó, mình thấy rõ không? Mickey cộng số điện thoại giùm em mới nha, Mickey cộng số điện thoại giùm em mới nè, Mickey cộng số điện thoại giùm em, Mickey cộng số điện thoại nha. Cái tổng số điện thoại giùm em đó nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em đó nha. Chia sẻ độ tương tác cao giùm em đó nha. Mưa lên rồi.
chia sẻ bài mà em mọi người ơi. Em đang bị sưng tủ dầu lên đau quá đây nè. Màu em dạ này, em dạ này xinh lắm luôn này. Đó, mọi người thấy rõ không? Em dạ này xinh cực kỳ luôn nha. Đó. Có mẫu nha mọi người ơi, dạ có mẫu nha, cao như thế này nha, rất là xinh luôn này. 54 kg độ lạ mặt vừa nha mọi người. 54 kg độ lạ mặt vừa này rất là xinh luôn nha. 54 kg độ lạ mặt vừa chốt giùm em. 53 kg thôi. 53 kg độ lạ mặt vừa nha, chốt giùm em mã. Mã khóa kéo này, mã đen khóa kéo giùm em đó nha. 54 kg độ lạ mặt vừa chốt giùm em, mã đen khóa kéo này, một con dạ màu đen xinh lắm luôn nha. 54 53 kg độ lạ mặt vừa nha, một con màu đen mã khóa kéo này, một con dạ ép màu đen mã khóa kéo nha mọi người, chốt giùm em mã dạ đen này. Dạ đen màu 140 nha mọi người, dạ đen 140 nha, xinh lắm luôn nha, dạ đen 140 nha. Chốt giùm em mã dạ đen 140 này. Đen 140. Lên cho mọi người xem một con màu xám nha mọi người, một con màu xám này. Một con màu xám này xem. Con màu xám này. Một con màu xám này. Một con màu xám như thế này nha. Mọi người nhìn nhà em có rõ không? Có bị chói rồi nữa không? Mọi người ơi có bị chói nữa không mọi người? Cái đàn của em nó bị cái chi mà nó tùm lum như trời. Chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã xám nha. Mã xám nè. Mã xám nha mọi người ơi, mã xám nha, rất là xinh luôn nha. Mã xám này 55 kg độ lạ mặt vừa. 55 kg độ lạ mặt vừa, dạ này rất là mới luôn nha. 55 kg độ lạ mặt vừa này mọi người, dạ nhung này, cái mẫu nhung thế này nha, dạ rất là mới luôn nha, bao mới 99% cho mọi người luôn, không mới hoàn lại tiền cho mọi người luôn nha, mới cực kỳ mới luôn. 55 kg độ lạ mặt vừa, một con màu xám xinh cực kỳ luôn, mới lan can luôn. Đó, độ mới của nó này, màu thật của nó là như thế này nha, màu xám đậm như thế này nha, rất là xinh luôn nha. Chốt giùm em này mã xám nha mọi người, chốt giùm em mã xám nha, con này siêu phẩm nha, cực kỳ xinh luôn, mới cũng khiếp luôn nha. Chốt giùm em mã xám này cực kỳ mới luôn, mới lắm luôn nha, mã xám nha, chốt giùm em mã xám cực kỳ mới luôn nha, mã xám nha mọi người ơi. Xám mới cực kỳ luôn nha. Lên cho mọi người xem một con màu hồng tím nha mọi người, một con màu hồng tím này. Màu hồng tím này dáng là nó ngang gối nha, phôm dài nha, rất là xinh luôn nha. Phôm này, phôm dài nha, cực kỳ xinh nha. 54 55 cái độ lạ mặt vừa nha. 54 55 ký mặt vẫn vừa nha. 54 55 ký vừa nha. Em 46 kg vẫn vừa nha mọi người. Đó. Xinh không? 46 kg vẫn vừa này, cực kỳ xinh luôn nha. Mã hồng giùm em với nhau mọi người, màu hồng nha. Mã hồng này, mã hồng tím giùm em này. Hồng tím nha mọi người, xinh cực kỳ luôn. Mã hồng tím, váy phun sung hồng tím nha mọi người, rất là xinh luôn nha. Chốt giùm em con này, mã hồng tím giùm em này, cực kỳ xinh luôn. Mã hồng tím nha. Dáng dài ngang gối nha mọi người, xinh cực kỳ luôn. Mã hồng tím nha. Màu này nó lạ lắm, ít có lắm nha mọi người. Màu này rất là lạ luôn.
chốt giùm em mã hồng tím đi, mã hồng tím giùm em đó nè, cái màu của nó rất là đẹp luôn, hồng tím này, mã hồng tím giùm em đó nha. Chia sẻ bài giùm em với mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em đi. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Em lấy một con siêu phẩm màu cam nha mọi người. Em lấy một con siêu phẩm váy phông sung màu cam này. Váy phông sung màu cam, một con siêu phẩm rất là xinh luôn nha. Một con siêu phẩm váy phông sung màu cam này. Váy phông sung màu cam nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn nha. Váy phông sung màu cam cực kỳ đẹp luôn nha. Một em siêu phẩm váy phông sung màu cam sang chảnh cực kỳ luôn. Chốt giùm em mã cam này mọi người. Mã cam nha. Mã cam này rất là xinh luôn nha. Chốt giùm em mã cam này. Cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn, nó mới lắm luôn nha mọi người ơi. Xinh cực kỳ luôn nè. Chốt giùm em mã cam như thế này nha, cực kỳ xinh luôn. Váy phông sung nha. Váy phông sung nha mọi người. Váy phông sung màu cam xinh, cực kỳ xinh. Đó. Váy phông sung nha. 56, 57 kg mặc vẫn vừa nha. Em 46 kg vẫn vừa. Em váy phông sung này bao nhiêu kg mà cũng vừa hết nha. Cái độ mới của nó thì không cần phải nói gì thêm nha mọi người ơi. Cái độ mới của nó thì mọi người khỏi phải lo nha. Để em lo cho mọi người nha. Cái này rất là đẹp luôn mọi người. Nó mới mà nó trắng da nữa nha. Cái phông này thì phông ngắn trên gối nè. Đó, rất là xinh luôn. Chốt giùm em mã cam nha. Mã cam này em bán cho mọi người với giá 220 nha. 220 nha mọi người. Siêu phẩm cam 220 nha. Siêu phẩm cam 220 nha mọi người. Siêu phẩm cam 220 nha. Siêu phẩm cam 220 nha. Mọi người chia sẻ bài mạnh tay lên giùm em với mọi người. Chia sẻ bài mạnh tay lên em với. Chào chị Trang Sen nè, mọi người chia sẻ bài mạnh tay lên giùm em với nha. Chia sẻ mạnh tay lên mọi người ơi. Chia sẻ mạnh tay lên sẽ có quà nha mọi người. Màu con màu hồng này mọi người ơi, mới lắm luôn nha. Máu dạ đi chị Trang Sen ơi, dạ hàng đẹp, rất là đẹp luôn nha. Nếu mọi người nhìn này, hàng của em thì mọi người nhìn. Nhìn cái hàng của em để mọi người biết rồi nha. Còn mà có những cái còn mạc luôn nha mọi người. Nó mới khủng khiếp luôn. Một em xuất sắc nha mọi người. Một em xuất sắc luôn. Em xuất sắc luôn này. Một em váy phôm sung xuất sắc luôn nha. Xinh lắm luôn này. Một em váy phôm sung xuất sắc, xinh cực kỳ xinh luôn. Xinh lắm luôn nha. Chốt giùm em mã hồng 250 nha mọi người. Váy phôm sung màu hồng 250k này, nút bằng nút bọc dạ luôn nha mọi người, nút bọc dạ luôn nè, xinh lắm luôn nha. Váy phôm sung màu hồng này xinh cực kỳ luôn nha, 250k nha mọi người, nó mới lắm luôn, còn mạc luôn nha. Cái này còn mạc luôn cho mọi người luôn nha, màu hồng nó còn mạc luôn nè, rất là xinh luôn, 250k bởi vì nó còn mạc luôn nha mọi người, nó mới lắm luôn. Free size bao nhiêu ký mà cũng vừa hết nha mọi người. Chốt giùm em mã hồng nha. Chốt giùm em siêu phẩm hồng 250 cộng số điện thoại giùm em với này.
siêu phẩm hồng 250 cộng số điện thoại giùm em ấy. Xinh lắm luôn nha. Siêu phẩm hồng 250 cộng số điện thoại này, cực kỳ xinh xắn luôn. Xuất sắc luôn nha. Siêu phẩm hồng 250 cộng số điện thoại này. Siêu phẩm hồng 250 nha. Này mọi người nhìn nè, mới lắm luôn nha. Còn mà cái trong luôn, mới khủng khiếp luôn đấy. Mới khủng khiếp luôn đấy. Tiếp tục em lên một con màu đen cho mọi người nè. Một con màu đen nè mọi người. Một con màu đen nè. Một con màu đen nè. Đó, một con màu đen như thế này nha. Con màu đen này tầm khoảng 56kg đổ lại mặt vừa nha mọi người. 56kg đổ lại vẫn mặt vừa con này nha. 56-55kg đổ lại mặt vừa nè. Một em màu đen nút này mọi người nhìn cái nút của nó này, nó mới không? Xuất sắc luôn nha. Một em màu đen nút cực kỳ đẹp luôn. Một em vét nha mọi người. Vét phom sung màu đen nè. Phom trang gói nha mọi người ơi. Phom trang gói nha. Chốt giùm em con này phom đen. Chốt giùm em mã dạ đen nha. Dạ đen nè. Chốt giùm em con dạ đen này nha. Xinh lắm luôn nha. Một em dạ đen cực kỳ xinh luôn. Chốt giùm em con dạ đen nha. Dạ đen nè. Dạ đen nha mọi người. 180k nha con dạ đen này. 180 nha. 180 dạ đen. 180 xuất sắc. Dạ đen 180 xuất sắc luôn nha. Xuất sắc luôn nha. Dạ đen 180 xuất sắc. Bao nhiêu ký? 56kg đổi lại mặt vừa nha. 56kg đổi lại mặt vừa nha. Năm mươi sáu cái độ lạnh vừa con dạ đen đó nha mọi người. 56 cái độ lạnh vừa nha. 56 ký. Một con màu vàng nha mọi người. Một con màu vàng caro này mọi người này. Một con màu vàng caro nha. Vàng caro xinh cực kỳ luôn. Có mẫu nha mọi người. Em màu vàng caro có mẫu nè. Em màu vàng caro này có mẫu nha. Em màu vàng caro này có mẫu nha. Xinh lắm luôn nè. Dạ đen của Nana nha. Xinh cực kỳ chưa. Em màu vàng caro có mẫu cực kỳ xinh luôn nha. Chốt giùm em mã caro vàng nha. Caro vàng này mọi người. Caro vàng nha. Xinh cực kỳ chưa. Caro vàng giùm em với nè. Xinh lắm luôn nha. Chốt giùm em mã caro vàng này. Caro vàng nha. Chốt giùm em mã caro vàng này. Caro vàng. Caro vàng cộng số điện thoại nha. Caro cộng số điện thoại này cực kỳ xinh luôn. Caro cộng số điện thoại nha. 56kg độ lạ vẫn mặc vừa con. 55kg độ lạ mặc vừa nha. 55kg độ lạ mặc vừa con caro vàng này nha. Mã caro vàng 50kg độ lạ mặc vừa nha. Chốt giùm em mã caro vàng 50kg độ lạ mặc vừa nha. Mới chưa? Một em hàng hiệu nha mọi người. Con caro này hàng hiệu nha. 50kg đổi lại mặt vừa con caro vàng nữa nha. Năm mươi cái rồi lại một con caro vàng đó mọi người. Chốt giùm em mã caro vàng nha. Hàng của em nó xinh lắm luôn mọi người ơi. Xuất sắc luôn đó.
Chia sẻ bài mạnh tay lên giùm em với mọi người ơi. Chia sẻ bài mạnh tay lên nha. Xíu nữa đông em sẽ tặng quà cho mọi người nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em với. Chia sẻ mặt tay lên với mọi người. Lên cho mọi người xem một em da lọng nha mọi người. Em da lọng này. Em da lọng màu đen nha. Em da lọng màu đen này nha. Em da lọng màu đen này mọi người này. Em da lọng màu đen xinh chưa? Em da lọng màu đen nha mọi người, xinh cực kỳ luôn. Chốt giùm em mã da lọng nha. Giá ơi là giá luôn. Giá như con á luôn nha mọi người. Xuất sắc luôn nha. Em da lọng có lớp lông phía trong này mọi người. Chốt giùm em mã da lọng nha mọi người, xinh cực kỳ luôn này. Mã da lọng xinh cực kỳ luôn nha. Da lọng nha mọi người ơi. Chốt thì mai mã da lọng nha, xinh lắm luôn nha. Mã da lọng cực kỳ xinh luôn. Chốt thì mai mã da lọng cực kỳ xinh luôn nha. Da lọng nha mọi người. Da lọng free size nha, free size mã da lọng giùm em này, free size mã da lọng nha. Free size mã da lọng này. Free size mã da lọng này. Resize mã da lọng nha. Một con màu đen nè mọi người. Một con màu đen nha. Phôn bí nha. Xinh cực kỳ, free size ai mặc cũng vừa hết nha. Free size ai mặc cũng vừa nè đó. Cái màu của nó như thế này nha, màu đen với khóa kéo đường hoàng cho mọi người luôn nha. Chốt giùm em mã đen nha. Mã đen free size này. Mã đen free size phôn rất là đẹp luôn nha. Free size mã đen free size này. Cực kỳ xinh luôn nha. Chốt giùm em mã đen free size nha. Xuất sắc luôn nha. Đen free size nha mọi người. Chốt giùm em mã đen free size nha. Xuất sắc luôn nha. Đen free size xuất sắc này, khóa kéo nha mọi người thấy không? Mới lắm luôn, yên tâm về độ mới của hàng bên em nha. Mọi người cái chi chế độ mới là mọi người yên tâm rồi nha. Free size nha mọi người. Đẹp cực kỳ luôn nha. Dáng dạ rất là đẹp luôn ạ. Dáng dạ khỏi phải nói luôn nha. Đẹp xuất sắc. Xuất sắc luôn nha. Một con màu hồng này mọi người. Một con màu hồng cánh sen này mọi người. Hàng hiệu nha. Một em hàng hiệu này. Một em hàng hiệu màu hồng cánh sen này. Đó, một em hàng hiệu màu hồng cánh sen. Cho mọi người xem cái con này này. Con này đẹp lắm này. Con màu đen màu hồng cánh sen. Rất là xinh luôn nha. Chốt giùm em mã hồng nha mọi người. Mã hồng giùm em đó nha. Mã hồng này. Chốt giùm em con này mã hồng giùm em mới nha. Mã hồng này rất là xinh luôn nha. 52 cái độ lại mặc vừa con hồng này nha. 52 cái độ lại mặc vừa nha. Chốt giùm em mã hồng nha. Xinh lắm luôn nha. Chốt giùm em mã hồng này cực kỳ xinh luôn. 52 cái độ lại mặc vừa mã hồng này. Hồng cánh sen này cực kỳ xinh luôn nha. Rất là dáng, rất là đẹp luôn. Đó, nó phôn của nó như thế này nha. Chốt giùm em mã hồng cánh sen 52 cái độ lại mặc vừa nha mọi người. 52 cái đồ lại mặc vừa mã hồng cánh sen này. 52 cái đồ lại mặc vừa mã hồng cánh sen giùm em đó nha. 52 cái đồ lại mặc vừa mã hồng cánh sen.
52 kg đổi lại mặc vừa mã hồng cánh sen mọi người. Năm mươi hai cái đôi lại mặc vừa mã hồng cánh sen nha mọi người, chốt giùm em mã hồng cánh sen, con đó rất là đẹp luôn, con nó mới toàn tập cho mọi người luôn nha, con nó mới toàn tập cho mọi người luôn á, con này đẹp này mọi người, cái con này đẹp này, con này sang lắm này, con này sang lắm này, điện thoại em nó like nó đang bị mờ khó chịu ghê ta. Một con lông đen này nha mọi người, cái con này sang lắm nha mọi người, ai mà có mẹ thì mua cho mẹ cái mấy cái con như thế này, nó cực kỳ sang luôn nha mọi người ơi. Con này mẹ mặc rất là sang, mình mặc cũng được nha, nhưng mà em nghĩ là mẹ mặc sang hơn đó, xinh cực kỳ chưa, cổ lông như thế này nha, xinh lắm luôn nha, cổ lông như thế nào mọi người ra đường phối với cái áo cổ lọ phía trong thì thấy sải luôn nha, xinh cực kỳ luôn. Chốt giùm em mã lông này, mã lông nha mọi người, mã lông nha, mã lông 200k nha, mới lắm luôn. Mã lông giùm em 200k này, dáng rất là đẹp luôn nha, cái con này dáng rất là đẹp luôn nè. Mọi người có con thắt lưng có bé cho mọi người về phối vô nữa là xinh lắm luôn, sang lắm nha. Còn không thì không cần cũng được. Đó, nó rất là xinh luôn. Chốt giùm em mã đen này. Xinh chưa? 200k nha mọi người, chốt giùm em mã đen 200. Đen 200 này. Xuất sắc luôn nha. Mã đen 200 xuất sắc luôn nha mọi người. Chốt giùm em mã đen 200 nha, đẹp xuất sắc. Mã đen 200 đẹp xuất sắc luôn nha. Con màu vàng này free size nha. Một em màu vàng free size nha mọi người. Chốt giùm em mã 100k này. Em sale rẻ cho mọi người 100k dạ ngắn nha. Dạ ngắn này, cái này 100k nha. Chốt giùm em mã 100 này, màu vàng rất là trắng da luôn. Mã 100 này màu vàng trắng da cực kỳ luôn nè. Màu vàng trắng da cực kỳ nha. Chốt giùm mã em mã 100 màu vàng, vàng 100k nha. Cực kỳ xinh luôn. Mã vàng 100k. 100k mã vàng nha. Vàng 100. Cái con này sang chảnh lắm này mọi người. Con này sang chảnh cực kỳ luôn nha. Cái này mà em mà có người áo đen phông dài hả chị ơi? Ok chị nghe, áo đen phông dài. Ok chị nha. Chị bao nhiêu ký vậy chị ơi? Chị Lan Vũ bao nhiêu ký để em lên luôn cho chị xem cho nó dễ nè. Cái con này nó sang cực kỳ luôn nè mọi người nè, cái con này nè. Cái con này da lọng, cái con này là con dạ nha mọi người, dạ nhung nha. Rất là hiếm nha. Con dạ nhung này rất là hiếm nha, em gặp cái con này một cái duy nhất, một kiện có một cái duy nhất, cái con này rất là sang luôn nè. Dạ. Cái con này sang cực kỳ luôn nè mọi người. Ai mà vừa con này thì hốt con này lại nha. Nhưng mà vừa mới đẹp nha mọi người, còn không vừa thì ok chị nghe. Nè cái con này nè. Cái con này màu 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 này cũng rất là sang luôn nè, mình dạng màu ba mọi người nè. Cái màu này rất là sang luôn nha mọi người. Đó. Cực kỳ đẹp luôn á. Sang lắm luôn nhưng mà em mặc nó hơi rộng cho nó vừa là em hốt ngay lập tức liền nha mọi người. Cái con này tầm khoảng nha. 50 đến con này 48 kg cũng được. 48 kg nha, em 44 kg chứ mấy, em có 44 kg này. Cái con này nè mọi người nè. 48 kg cho đến 56 kg nha mọi người. 56 57 kg nha. Sang cực kỳ sang luôn, cái con này nó đẹp xuất sắc luôn, có hai cái túi hai bên này đẹp xuất sắc luôn này. Đó, nó rất là sang luôn nha. Ai mà vừa con này thì hốt cái con này giùm em á này.
rất là đẹp luôn đó mọi người, không đẹp cũng không mấy tiền mọi người luôn á, không có một lỗi nhỏ gì hết nha, cực kỳ sang luôn á, mới lắm luôn nha. Ai vừa thì nói con này đẹp cực kỳ luôn. Con dạ nhung này rất là đẹp luôn nha. Con dạ nhung này cực kỳ đẹp luôn. Con dạ nhung nó rất là đẹp nha, em lên dạ đen cho chị. Dạ con dạ nhung nữa em. Con dạ nhung nó là 250 nha chị ơi, con dạ nhung nó siêu phẩm 250 nha. Siêu phẩm 250 nha mọi người. Dạ ép nha mọi người, dạ ép nhung nha, rất là sang luôn nè. Một con hàng hiệu nha, cái con này là hàng hiệu mọi người nhìn rõ nè. Người nhìn rõ phía trong giùm em, nó rất là mới luôn. Cái điện thoại em điện thoại iPhone 6 á kìa, nên lên màu nó không được rõ, con nó 250 nha. Rất là đẹp luôn mọi người. Sang chảnh cực kỳ luôn. Ai vừa thì hốt con nữa nha, 250 mọi người lên giùm em 200 cộng số điện thoại nha. Con nó sang chảnh cực kỳ luôn đó mọi người. Con nó sang chảnh lắm luôn nha. À, để em lấy con đen cho mọi người xem. Ôi em có một con da lộng, để em lay cho mọi người nha. Chị Lan Vũ thích màu đen nha, màu đen dạng da lộng không chị Lan Vũ. Màu đen da lộng này xinh lắm luôn nè. Màu đen da lộng này cực kỳ xinh luôn nè. Màu đen da lộng này xinh lắm luôn nè. Màu câu măng tô da lộng màu đen đó, nó xuất sắc luôn nha mọi người. Màu con duy nhất nha. Em 44kg thôi nha mọi người, nên em mặc nó không được vừa vặn cho lắm nên nó hơi rộng á, không đẹp cho cái con đẹp lắm luôn. À đó hả? Dạ, rồi em lỡ lên rồi em lên luôn cho chị xem con này nha. Con da lộng này nè, màu đen nè, măng tô da lộng nó rất là sang luôn. Phía trong lốt lông đen như thế này nha. Lốt lông đen hoàn toàn như thế này nha mọi người. Đó, cực kỳ sang chảnh luôn nha. Ai thích con măng tô da lộng này thì chốt giúp em mã măng tô da lộng nha. Mã da lộng đen này, con dạ da lộng đen này xuất sắc lắm luôn á. Có mẫu nha mọi người, có màu ba nhưng mà em bán rồi, còn màu đen thì nó dễ mang hơn nha. Đó rất là sang luôn. Ai lấy con da lộng này thì lấy giùm em mã da lộng nha, xinh lắm. Free size nha, con da lộng nó free size nha. Free size da lộng nữa nha. Để em đánh lại cho mọi người xem một con nha. Một con hàng hiệu nha mọi người. Một con da lộng. Ok nha. Đúng rồi, vừa anh mua rất là nhiều luôn. Nè, một con ống ly nha mọi người ơi. Ai mua hàng mà nha em là mọi người biết nha. Một con da lộng. Một con dạ màu đen nha. Rất là sang luôn nha mọi người. Con da lộng đen cực kỳ sang. Con dạ chứ quay lộng. Một con dạ đen hiệu ống ly rất là sang luôn á. Con này rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. 52 cái độ lại mặc vừa nè. Cái này form đẹp lắm chị và chị Lan ơi, chị Lan gì đó. Đó cái này rất là đẹp luôn nè. Chị Lan Vũ thích cái này không? Cái này cực kỳ đẹp luôn nha. Cái màu này rất là mới luôn, cái hàng này không mới em không lấy tiền mọi người luôn nè. Form cực kỳ sang luôn mọi người, nhìn cái form của nó này đúng chất, đúng chuẩn hàng hiệu của nó luôn nha, cực kỳ sang luôn. Đó mọi người mua hàng mấy em mọi người biết rồi nha. Ai mua thì mọi người biết rồi nha. Ai mua hàng với em là mọi người biết chất liệu như thế nào nha. Đó, màu con dạ cực kỳ sang luôn mọi người này. 52kg độ lạ mặc vừa nha. 52kg độ lạ mặc vừa này, cực kỳ xinh luôn nha. Chốt giùm em mã hiệu nha. Con này con hiệu nha mọi người, 200k giùm em với này. Mã hiệu 200k này. Mã hiệu 200k này. Đó, rất là xinh luôn nha. Ok. Mã hiệu 200k. Có em còn một con màu đen dáng dài duy nhất nhưng mà nó giá nó hơi cao. Bởi vì rất đẹp. Em định để lại mặt.
Con dạ đen này nó xuất sắc lắm nha mọi người ơi. Xuất sắc luôn này. Con dạ đen này nó xuất sắc nha. Một con dạ đen dáng dài này. Nó mới không tì vết luôn nha mọi người. Cái này nó mới khủng khiếp khiếp luôn nha, không phải là mới vừa nha. Con này nó mới lắm luôn á. Em định để lại mặt luôn đó mọi người. Bởi vì một kiện chỉ có mấy con như thế này thôi chứ không có nhiều luôn nha mọi người. Nó mới giống như là thiếu một cái mặt nữa là đó, cái con này này mọi người xuất sắc luôn nha. Con này giá 500k nha mọi người ơi. Chia sẻ bài còn giá 480 cho mọi người nha. Bởi vì con này 480, 500 em mới bán nha. Em không có bán rẻ được. Bởi vì cái con này em lấy em mua giá về rất là cao. Em định để lại mặt cho mọi người này. Xuất sắc luôn nè. Đó, chị hỏi thì em lấy con này cho chị xem đó. Còn một con màu đen duy nhất như thế này thôi nha. Không có nhiều đâu nha. Bởi vì giá như thế này ít có lắm. Không có nhiều nữa nha. Có chị Lan Vũ thích thì lấy giùm em. Cộng số điện thoại cái này không cần gài đấy cũng được nha. Thích thì gài, không thích thì thôi không gài nha. Sang chảnh cực kỳ luôn. Em 44kg thôi nha. Đó, em 44kg thôi. Sang chảnh cực kỳ luôn nha. Em có 44kg thôi nha mọi người. Em có 44kg thôi. Đó, thích thì hốt con này. Cái con này em bảo đảm với mọi người là nó mới nè, mọi người nhìn nè. Đó, mọi người thấy rõ không? Dạ ép, dạ ép nha mọi người. Dạ hoàn toàn, dạ với em này hoàn toàn là dạ ép nha mọi người. Dạ ép nhưng mà cái bảo đảm với mọi người là không có một lỗi nhỏ hoặc là mỗi một cái tì vết như thế nào ấy nha. Nó mới 99.9% mới luôn đó mọi người. Thiếu một cái mạc nữa thôi nè. Bảo đảm với mọi người nha. Đó, thích thì chị Lan Vũ lái con này nha. Con này đẹp lắm luôn á. Mừng chị bên em bán giá như thế này chứ còn bên chỗ khác lần này nó bán giá cao lắm chứ không có rẻ, không có được rẻ như bên nhà em bán đâu nha. Cái con đó chị, con đó 500 chia sẻ bài còn 480 nha chị ơi. Em có một con duy nhất nó đẹp hơn nha. Con màu đen phôm dài nha mọi người. Con màu đen gắn dài có một con nó hết hàng rồi nha. Mọi người không lái thì em để lại em mặc. Bởi vì em cũng đang thích cái kiểu như vậy nha. Em cũng tìm hết rồi, tìm không có ra. Em cũng order về em mặc chứ không phải là định để lại mặc. Nhưng mà có mọi người hỏi thì em bán luôn. Có một con màu đen như thế này nữa, tai pha màu xám như thế này, dáng dài luôn nha. Phôn rất là đẹp luôn. Đó, rất là xinh luôn. 48kg mặc ok luôn nha. 54kg độ lại mặc vừa con này nha. 54kg độ lại mặc vừa con này nè. 54kg độ lại mặc vừa con này nha. Con này là 180k thôi nè. Con này 180k thôi nha. Nhưng mà cũng rất là mới luôn nha mọi người. Giá đương nhiên là nó sẽ không bằng con kia. Nhưng mà về độ mới và về cái chất dạ mọi người yên tâm đi nha. Độ mới và cái chất dạ thì nó cũng không thua gì đâu nha. Rất là xinh luôn nha. Đó, dáng dài như thế này nha. Chốt giùm em mã. Mã đen màu 80 nha, xinh lắm luôn nè. Mã đen màu 80 nha mọi người, cực kỳ xinh luôn. Mã đen màu 80. 54kg rồi lại mặc vừa. Mã đen màu 80. Mã đen màu 80. Mã đen màu 80. Đen màu 80 nha mọi người. Đen màu 80 gì đây nha. Tiếp tục một con màu hồng nha mọi người. Dáng dài này trời ơi, xuất sắc luôn nha mọi người. Mọi người đi tìm hết cũng không có mấy cái con như thế này đâu nha. Mọi người biết em mua hàng mấy cái này mà em không comment muốn gãi cái tay luôn em mới chốt được mấy con siêu phẩm như thế này nha mọi người. Chứ không phải dễ chốt. Rất là đẹp luôn nha. Hàng bên em là hàng tuyển chọn nước một, hàng Korea nha mọi người. Tuyển chọn từng cái một nha. Trên live em không có mua từng kiện, mua trong một kiện này. Nó không có hàng 6 đâu nha mọi người. Chốt giùm em con hồng này nha. Con hồng này em bán với giá 280k thôi nè.
Dạ này là dạ bông nha mọi người. Dạ bông này nhưng mà rất là xinh luôn. Dạ bông này cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn. Chốt giùm em con này dạ bông nha mọi người. Màu hồng nha, rất là xinh luôn. Dạ bông này em có 44kg nha mọi người. Em có 44kg thôi. Xinh cực kỳ xinh luôn. Hình như cái này giá 280 hay 300 quen rồi ta. Thôi bán cho mọi người giá 280 nha mọi người. Chia sẻ bài giùm em đó nè. 280k rất là đẹp luôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. 280k. Chốt giùm em mã hồng nha. Dáng dài 280. Mã hồng dáng dài 280. Xinh xuất sắc luôn nha. Tùy con chứ không phải con nào em cũng bán giá cao được hết nha. Bởi vì siêu phẩm nên em mới bán giá cao. Hàng mới mọi người mua cũng không bao giờ có kiểu như vậy nha. Hàng mới cũng không bao giờ có kiểu như vậy nha mọi người. Tùy mẫu tùy. Tùy form tùy. Tiền nào quả nái nha. Một em màu đỏ này mọi người. Cái này trên gối xíu nha. Cái này trên gối nhưng mà form hơi lớn á. Ai mà size lớn thì hốt con này giùm em với nè. Ai mà size lớn thì hốt con này nha. Ai mà size lớn thì hốt con này nè. Em màu đỏ này hơi size hơi lớn xíu nha. Dạ, bên em hàng si chị Phương. Chị Phương ơi, bên em hàng si nhưng mà độ mới thì mọi người khỏi phải bàn nha mọi người. Bên em hàng si nha, hàng Korea nha mọi người. Hàng Korea nhưng mà độ mới mọi người yên tâm nha. 99% là độ mới em mọi người yên tâm nha. 98-99% hết. Không bao giờ có cái cũ đâu nha mọi người. Có nhiều cái em mua về vẫn còn màng nha mọi người ơi. Thì cái con này đẹp lắm này nhưng mà nó hơi bị lớn xíu nha mọi người. Ai mà size lớn thì để lái con này nha. Ai mà mập thì lấy con này mà em ấy. Ai mà ký nhiều thì lấy con này nha. Con này rất là đẹp luôn. Nhưng mà ai size lớn thì lái nha. Size lớn em bán cái này 150k cho mọi người thôi nè. Con màu đỏ này 150k nè. 65kg độ lại mặc vừa con này nha mọi người. 65kg độ lại mặc vừa con này nha. 65kg độ lại mặc vừa con đỏ này nha. Chốt giùm em mã 150 đỏ này. 150 nha. 65kg độ lại mặc vừa. 65kg độ lại mặc vừa có nghĩa là từ 55 đến 65 nó dao động từ đó là mặc ok nha mọi người. Đó, chốt giùm em con này mã đỏ nha. Mã đỏ này. Xinh lắm luôn nha, mã đỏ giùm em với này. Mới lắm luôn mọi người, hàng bên em mọi người yên tâm về cái độ mới luôn. Dạ có chị nghe, có da lọn đẹp. Có nha, chị bao nhiêu ký vậy chị? Cảm ơn, cái con màu đen da lọn lúc nãy đẹp xuất sắc luôn á. Con màu đen nó đẹp lắm. Con màu đen da lọn nó đẹp kinh khủng khiếp luôn á nha mọi người. Ở phía ngoài nó mới nhưng mà da lọn như em toàn hàng hiệu không á nha mọi người ơi. Da lọn như em toàn là hàng hiệu không á mọi người nha. Rất là xinh luôn á. Đỏ chốt cho tha Hoàng Thái này. Có đâu rồi thì không cần lấy số điện thoại nha. Ai mà chưa có đơn mọi người lên số điện thoại giùm em cái này. Một con da lọn nha mọi người. Chị Phương nó bao nhiêu ký vậy? Chị ơi chị Phương bao nhiêu ký vậy? Chị bao nhiêu ký vậy? Con màu đen da lọn này cũng đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Nam nữ đều mặc được hết nha. Nam nữ đều mặc được cái con da lọn này nha. Xinh cực kỳ như thế này nha. Xuất sắc luôn. Dài cổ trang cũng được nha mọi người. Có khóa gài với trang không mọi người thấy rõ không? Đây có khóa gài với trang luôn như thế này nha. Ra phía ngoài mọi người không bao giờ sợ lọt một cái kẻ gió vô luôn á. Xuất sắc luôn. Con này mọi người bé có quần jean hoặc là chân váy á. Chân váy mà ngắn ngắn trời ơi xuất sắc luôn nha cái con này nè. Đó. Nó giá tà le luôn á. Ok chị nha. Con này cũng đẹp lắm nè. 50-51 cái con nào ok nè. Nó xuất sắc luôn, con da lọn đen này cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, mọi người nhìn cái da lọn của nó nè. Đó, mọi người thấy không? Đó, em đứng gần cho mọi người nhìn nè.
Phía trong toàn bộ là lót lông cừu hết này, phía trong toàn bộ là lót lông hết nha. Chị nào thích cái này thì mọi người chốt giùm em con này nha. Con này mọi người chốt giùm em với giá 300k thôi nè. 300k nha mọi người ơi. Chốt giùm em mã da lọc 300k, 300 cộng số điện thoại giùm em thế này. 300 cộng số điện thoại nha. Xuất sắc luôn nha. 300 cộng số điện thoại này. Cái này free size ai mặc cũng vừa ấy nha. Cái con này này, mọi người mặc với quần jean nhé. Mọi người mặc 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 như thế này này, không cần gài lại cũng được nha. Người mặc như thế này nha, không cần gài lại cũng được nha, rất là giá luôn, cực kỳ giá luôn nha, xuất sắc luôn nha. Tiếp tục lên cái một con màu bò nha mọi người ơi, một con màu giò màu bò da lộng nè mọi người nè, em màu bò da lộng nha, màu bò này rất là sang luôn đó mọi người, bò này cực kỳ sang chảnh luôn nha. Nè mọi người nhìn nè, cái độ lót lông của nó, mọi người nhìn cái lông của nó đã kinh không, chốt giùm em con này 300k nha mọi người, nó mới khủng khiếp khiếp luôn, 300k nha, sang chảnh cực kỳ luôn nha. Do em ốm quá em mặc hơi hơi bị rộng nha mọi người. Cái này là tầm khoảng nha, dao động tầm khoảng 50kg nha mọi người, 5 48kg đến 48kg đến 58kg nha mọi người, khoảng cỡ đó là mặc con này ok nha. Đó, rất là sang luôn nha mọi người, cực kỳ sang luôn, da lọng màu bò nha, cực kỳ sang. Mọi người lên giùm em da lọng bò cộng số điện thoại giùm em với giá 300 nha. Da lọc bò cộng số điện thoại giùm em với giá 300k. Da lọc bò cộng số điện thoại giùm em nha. Da lọc bò cộng số điện thoại giùm em với giá 300k nha. Lọc bò cũng số điện thoại với giá 300k nha mọi người. Con da lọc màu đen này. Xuất sắc luôn. Chốt giùm em mã da lọc đen này. Mang tô da lọc đen này xuất sắc luôn nha mọi người. Cái túi của nó này hàng hàng hiệu đường hoàng nha mọi người nhìn nè. Hàng hiệu đường hoàng nha. Sang chảnh cực kỳ luôn, có hai túi hai bên này, xuất sắc luôn, chắc kinh lắm mọi người nha. Mọi người mặc cái con này mọi người thiệt ạ, mọi người mua chỉ có mấy mấy triệu thôi chứ không có ít, không có ít tiền đâu nha, đẹp lắm luôn á. Chị Phương thích thì lấy con này nha, chị Phương ơi, chị Phương còn đó thì lấy con này đẹp lắm luôn á. Có mẫu đường hoàng này, cái này có màu kem, có hai con về, một con màu kem, một con màu đen, mà em bán mất màu kem rồi nha, còn màu đen thì nó dễ mặc hơn nha, nó mới không tì vết luôn cho mọi người luôn, mới không tì vết luôn nha. Cái này nó bị tụt cái này nó móc chỉ vô như thế này nha, nó bị tụt ra, chị nào lái thì em khao cái này lại cho chị nha. Chị nào lái con này với giá 320 nha. Đẹp cực kỳ luôn, không đẹp không lấy tiền mọi người luôn, xuất sắc. Này mọi người nhìn cái chất da lọng này, cái bóng đèn đó màu như thế này nè mọi người mới rõ này, mới đúng màu của nó nha, màu đen tuyền như thế này nha, đen lì á mọi người kìa, con này là đen lì á, dạng đen lì á. Nói chị Phương thích thì lấy con này bán cho chị 320 nha, rất là đẹp luôn nha, xuất sắc luôn nha, 320 nha mọi người. 32. Một con măng tô da lọng, tiếp tục một con măng tô da lọng mà màu xanh rêu dáng dài nha mọi người. Một con măng tô da lọng màu xanh rêu dáng dài nè. Con măng tô da lọng màu xanh rêu dáng dài nè mọi người.
mua mấy con nào, mọi người giá như thế nào. Còn tiền triệu thôi chứ không có tiền, không có rẻ đâu nha mọi người. Một con màu xanh rêu dáng dài măng tô nha, dáng dài như thế này nha, rất là xinh luôn nha, dạng dáng vái nha mọi người, rất là xinh luôn nha. Lái con này thì chốt dùm em mã rêu nha mọi người, da lọng rêu nè, da lọng rêu với giá 280-300 nha mọi người, 280-300 cực kỳ xinh luôn nha, da lọng rêu nè, nó sang lắm luôn nha, rất là sang luôn. Chốt dùm em mã rêu nha, rêu nha mọi người, 280 mã rêu dùm em nè, 280 mã rêu nha, xuất sắc luôn nha. Cái đường viền này là đường viền đây là dạng da da thật nha mọi người. Đường viền đây là không bao giờ bong tróc nha. Cái này là nó phối với da thật nè, rất là xịn luôn. Đó. Không bao giờ da bong tróc nha mọi người. Xuất sắc luôn nha. Chốt giùm em mã rêu 280k. 280 mã rêu nha. 280 mã rêu nha mọi người. 280 mã rêu. 280 mã rêu. Hai tám mươi mã rêu nha. Tiếp tục lên cho mọi người một em màu đỏ nha mọi người. Một em màu đỏ này mọi người. Một em màu đỏ form cực kỳ đẹp luôn. Em màu đỏ này. Một em màu đỏ có mẫu này xinh lắm luôn nha. Em màu đỏ có mẫu này rất là xinh luôn nè. Chốt giùm em mã đỏ nè. Chốt giùm em mã dạ đỏ nha mọi người ơi. Dạ đỏ nha. 180k này, dạ đỏ nè. Rất là đẹp luôn nha. Mới cực kỳ luôn. Xuất sắc. 54-55 cái đồ lại mặc vừa nè. Xuất sắc luôn. 54-55 cái đồ lại mặc vừa mã đỏ nha. 54-55 cái đồ lại mặc vừa. Dạ đỏ nha mọi người. Có mẫu nha. Rất là xinh luôn. Con dạ đỏ này rất là xinh luôn nha. Mã dạ đỏ nha. 180 cực kỳ xinh luôn. Rất là xinh luôn nha. Phun dạ bí đó mọi người kìa. Đó, cực kỳ xinh luôn. 180 dạ đỏ nè. Xinh lắm mọi người ơi. Cái này xinh lắm luôn nè. Dạ đỏ nè mọi người. Đi vô mùa mọi người tranh thủ mua chứ mai mốt nó. Mai mốt đó mọi người kìa. Không có hàng để mà bán được đâu nha mọi người. Không có hàng để mà mua đâu nha. Em còn mấy con pha, em lấy mấy con pha cho mọi người xem. Một con pha màu trắng này. Xuất sắc chưa? Một con pha màu trắng này mọi người có mẫu nha. Xuất sắc luôn. Một con pha màu trắng có mũi lông xuất sắc luôn nè. Chốt giùm em ạ. Cái này là pha lông vũ nha mọi người ơi. Cái này là pha lông vũ nha. Xuất sắc luôn nè. Cái này là pha lông vũ nha mọi người. Chốt giùm em ạ. Pha trắng nè. Pha trắng nha. Pha trắng nè. Một con pha trắng này xinh cực kỳ luôn. Free size nha. Cái này tầm khoảng 60kg, 57kg đủ lại mặc vừa nha mọi người. 57kg đủ lại mặc vừa con phao trắng này nha. 57kg đủ lại mặc vừa con phao trắng này nha. Xuất sắc luôn nha. 57kg đủ lại mặc vừa con phao trắng này đẹp xuất sắc luôn chưa. 57kg đủ lại mặc vừa phao trắng nha. 57kg đủ lại mặc vừa mã phao trắng giùm em nè. Phao trắng nó con nó đẹp lắm nha mọi người. Mã phao trắng nha. Phao trắng nha. 57kg đủ lại mặc vừa mã phao trắng giùm em nè. Con rêu chốt cho Bùi Thái nha. Cực kỳ xinh luôn. Một con màu đen nữa. Con màu đen đi vừa có khóa kéo vừa có gài nha mọi người.
Con màu đen này vừa có khóa kéo vừa gài được nha. Con pha màu đen này cũng đẹp lắm nha mọi người. Như thế này nha. Vừa có khóa kéo vừa gài được luôn nha. Có mũ lông được. Đó, có mũ lông như thế này nha. Xinh lắm luôn. Cháu dùng em mã phao này mọi người nè. 60kg rồi lại vẫn mặc vừa con này nha. Em 44kg vẫn vừa. Vừa đi size mặc rộng như thế này vẫn xinh nha. Cháu thì mang mã phao đen. Mã phao đen giùm em nè. Chốt giùm em mã phao đen nha. Chốt giùm em mã phao đen nè. Giá là giá luôn nha mọi người. Giá là giá luôn. Rất là giá luôn. Mã phao đen nè. Mã phao đen nha. Phao đen giùm em nè. Mã phao đen giùm em nha. Tiếp tục chiến đấu với dạ nha mọi người. Một con dạ ép cực kỳ sang luôn. Màu đen lên mọi người. Một con dạ ép màu đen cực kỳ sang luôn nè. Con dạ ép màu đen cực kỳ sang luôn, mọi người thấy rõ không? Con dạ ép màu đen cực kỳ sang luôn. Chốt giùm em con này nha mọi người. Chốt giùm em con này. Con này tầm khoảng 60kg vẫn mặc ok nha. Em 44kg vẫn được nè. Bởi vì foam này là foam dạng à. Vét foam sung đó mọi người kìa. Vét foam sung là mặc ok hết nha mọi người. Vét foam sung là mọi người mặc ok hết nha. Chốt giùm em mã đen nha. Nó mới không tì vết luôn nha mọi người. Mới không tì vết luôn. Bảo đảm mọi người là cái độ mới của nó là khỏi phải bàn nha mọi người. Mới lắm luôn nha. Chốt giùm em này mã đen nha. Dạ đen nha mọi người. 250k con đen này nha. 250k. Dạ đen ép 250k. 250k nha mọi người. Chói quá. 250k một con vest phun sung màu đen nha. 250k 60kg đổ lại vẫn mặc ok nha. 250k 60kg đổ lại vẫn mặc ok. 250. Xuất sắc luôn nha. Nó mới không tì vết luôn. Xuất sắc. Xuất sắc chưa? Đó. Xuất sắc. Con 250 màu đen nó đẹp lắm luôn nha mọi người. Con 250 màu đen nó phải nói là xuất sắc luôn. Con 250 màu đen nó xuất sắc luôn. Mọi người chơi lên dạ ngắn cho mọi người nha. Có mấy con dạ ngắn cũng đẹp lắm nè. Con dạ ngắn này phối tay da này cực kỳ xinh luôn nè. Con dạ ngắn màu đen này, foam này 52kg độ lại mặc ôm nha mọi người. 52kg độ lại mặc vừa này. 52kg độ lại mặc vừa con da này nha. Có tay da nha mọi người. 52kg độ lại mặc vừa này. 52kg độ lại mặc vừa. Chốt giùm em mã pha da nha. Pha da, chốt giùm em mã pha da 100k này. Mà còn mấy con em bán rẻ cho mọi người với giá 100k dạ ngắn nha. 52kg độ lại mặc vừa. Tay pha da 52kg là mặc vừa. Tay pha da, mã tay da nha. 100k nha. Mã tay da 100k. Tay da 100k. Con này dễ thương lắm nè. Con này có mũ nha mọi người. Con này có mũ lông nha. Con này khuôn hơi nhỏ. 50kg đổ lại thôi nha mọi người. 50kg đổ lại con đỏ này nha. 50kg đổ lại con đỏ này nha. Có mũ lông đường hoàng nha mọi người nè. Hàng hiệu Burberry nha. 50kg đổ lại mặc vừa con đỏ này nha. Giá 120 nha. 120 con đỏ này nha. 120 con đỏ này nè. Xinh xuất sắc luôn. Dạ ép nha mọi người ơi. Cái này cái kiểu của nó này nó xinh cực kỳ chưa. Dạ ép nha mọi người xuất sắc luôn. Chốt thì mang mã dạ. Chốt giùm em con này nha. Đẹp lắm luôn nè. Đó 50kg đổ lại nha mọi người. 120 nha. 50kg đổ lại 120 nha. 50kg đổ lại 120. Ủa anh Rinh kìa. Hello anh Rinh. Mua áo cho mẹ được chưa? Mua áo cho mẹ được đi. Em like vài con cho xem nè. Còn đó không? Nè cái con này đẹp lắm luôn nè, riêng nè, sang lắm luôn nha. Cái này là
À, cái này là sang cực kỳ luôn nè, cái này ai mua cho mẹ thì mua được nha, cực kỳ sang chảnh luôn nha, mà cái này là size nó hơi bị to nên em bán giá rẻ cho mọi người nha. Con này là siêu phẩm tai da thiệt nha mọi người, cái tai này là da thật nha mọi người, không bao giờ bị bong, bị tróc hay là bị gì hết nha, mới cực kỳ mới luôn đó, chắc ngắt luôn nha mọi người, size hơi lớn nha. Con này size lớn lắm nha mọi người, con này tầm khoảng 70 mấy ký đổ lại là vẫn mặc ok nha, bởi vì nó hơi to nhưng mà nó rất là sang luôn nha mọi người, cực kỳ sang, nó mới mới đến 99% mọi người, nhìn cái nút của nó này mới đến 99% luôn nha, không mới em không lấy tiền con này luôn nha. Chốt giùm em con này 200k nha mọi người, 200k này, con này size lớn nha, chốt giùm em mã 200k thôi nha, cực kỳ sang luôn, 200k tay phai da thật luôn, không bao giờ sự bị bong bị tróc hay bị gì nha, xuất sắc luôn nha, 200k con này nha, xuất sắc, con này nó mới lắm luôn nha mọi người. Mọi người nhìn này, cái màu muối tiêu này rất là đẹp luôn nha, màu muối tiêu này rất là sang luôn, nhưng mà mọi người nếu như mọi người mua cho mẹ được thì được nha, bởi vì phone nó hơi lớn xíu, phone nó hơi lớn một xíu nha, nhưng mà rất là đẹp luôn, lắm luôn, lắm luôn. Em có cái áo này xinh lắm nè mọi người, em có cái bộ đồ này xinh cực kỳ luôn nha mọi người, nè em có cái bộ đồ này xinh cực kỳ luôn nha, thích lắm nhưng mà mua về nó không mặc có vừa nha mọi người, ai vừa thì mọi người hấu con này nha, bởi vì nó đẹp lắm luôn nha, bộ đồ này nó giá là dài luôn nha mọi người. Nè phía sau nè em cởi thử nha, mệt quá. Nè màu xanh đen nha mọi người, sọc nè, nó có cái móc như thế này nha, rất là giá luôn nha, chắc ngắt luôn á. Chữ này em bao bao cho mọi người nè, đó đứng gần cho mọi người xem này, chữ này mọi người không bao giờ bị bong bị tróc hay là bị xé như thế này, nó cũng không bao giờ bị bong nè. Có cái quần nữa nha mọi người, cái này là bộ này, có cái quần nữa này, rất là giá luôn, nhưng mà em mua về mặc hơi rộng nên em bán lại cho mọi người nè, cực kỳ giá luôn nha, nó xuất sắc luôn nha. Cái này tầm khoảng 60 kg đổ lại mặc vừa con này nha, 60 kg đổ lại mặc vừa cái bộ này nha, xuất sắc luôn nha, 60 kg đổ lại mặc vừa này, có cái quần nữa nha mọi người, 60 kg đổ lại mặc vừa này, cái quần của nó này, quần của nó này, quần ống bo luôn hòn nha, xinh lắm luôn nha mọi người á, ai mà ốm thì mặc rộng rộng xíu cũng đẹp nha, bởi vì cái con này rất là đẹp luôn, ai mà ốm thì mặc cũng vừa nha, bởi em có 44 kg, em mặc nó hơi nó rộng quá, cái áo nó rộng quá nên em không mặc được, Thanh lấy lại cho mọi người này. Con bộ này với giá 300k này, nếu như mọi người mua mới phải mất tiền triệu nha, bảo đảm với mọi người nha, hàng này là hàng binh nha, hàng hiệu của binh nha mọi người, hàng hiệu của binh nha, đó xuất sắc luôn. Cái tai bên này có chữ I love you này mọi người, I love you bạc bạc này I love you nha, này mọi người nhìn này, đẹp lắm luôn nha, không đó. Có một bộ duy nhất nha, ai lăn tay thì mọi người hót con này nha, xuất sắc này, xinh lắm, con này rất là xinh luôn, em thích quá, em order về mà không có vừa, bởi vì nó hơi to. Con này free size mọi người kìa, free size mà không có vừa. Đó, mọi người thích thì hót con này nha, còn không thì em để lại mặc tiếp. Đó, rất là đẹp luôn nha, 300k con này nha. Ai có thiện chí em sẽ fix cho mọi người. Ai có thiện chí inbox cho em sẽ fix cho mọi người với giá rẻ nha. Ai có thiện chí em sẽ fix cho mọi người với giá rẻ nha. Hàng của em chỉ có chắc chắc và ngắt thôi nha mọi người. Mọi người giờ mọi người có tiền mọi người cũng không bao giờ mà mua được mấy cái áo như thế này nha, không bao giờ có đâu nha, bảo đảm với mọi người luôn, xuất sắc luôn. Này mọi người nhìn này, này mọi người nhìn thấy chưa, hàng hiệu hết nha, toàn bộ là hàng hiệu nha, có túi trong này đó, thấy chưa, rất là đẹp luôn nha, khóa kéo của nó mạ vàng nha mọi người, khóa kéo mạ vàng toàn bộ này đó, mọi người có tiền cũng không bao giờ mua, bởi rứa là mọi người nên mua hàng si,
là chuyện bình thường, bởi vì hàng si mới có những con đẹp như thế này thôi. Chứ còn hàng mới mọi người mua cái này thì cũng mắc, chắc cũng phải mấy chục triệu mà chưa mua được cái con như thế này, nó bảo đảm mọi người đó, không bao giờ có luôn. Nè, mạ vàng toàn bộ, mọi người nhìn này, nó đứng gần cho mọi người xem thấy không, khóa của nó toàn bộ mạ vàng hết, rất là sang chảnh luôn nha, cực kỳ sang luôn. Cái này mọi người mang giày thể thao đó, mặc có một viên rách bụi bụi hoặc là chân váy ngắn ngắn đó, rất là xinh luôn. Mang gì bốt hàng ở nhà thể thao cực kỳ giá luôn nha, cực kỳ giá luôn, xinh lắm. Để lại con này mặc rất là đẹp luôn. Con này mọi người có tiền cũng không mua được đâu. Nè, mọi người nhìn nè, thấy chưa, hàng hiệu hết nha, hàng hiệu cho mọi người luôn. Có một em măng tô Yara nè mọi người, em có một em măng tô Yara nha, măng tô Yara này rất là xinh luôn, màu vàng nha, cực kỳ xinh, hai lớp. Hai lớp nha, mặc vô cùng riêng giá lắm nha mọi người, cái này mặc vô cùng riêng giá lắm nha. Ai thích thì chó con này mê, 150k, 150k xinh lắm luôn nha, 150k cực kỳ xinh luôn. Cái này là gọi là măng tô nha, xinh lắm luôn nha. Cái này mọi người có thể tháo, thả tay xuống cũng được nha, em thích nha, em săn như thế này nha, rất là xinh luôn, cực kỳ xinh luôn nha, 150 nha. Thôi em đi ngủ nha mọi người, ai có nhu cầu gì thì inbox giúp em nha, ai có nhu cầu gì thì inbox giùm em nha. Ai có nhu cầu là mọi người thích mua gì thì mọi người inbox giúp em. Ta đi ngủ rồi mà mình lên kia nữa, con Bình Nhi kia. Khi mua mi về đó, ngày mai mi về đó, Bình Nhi ơi. Ngày mai mi dẫn tình yêu to bự của mi về đó. Ngày mai mi dẫn Bình Nhi to, tình yêu to bự của mi về đó, con Bình Nhi kia. Có đang say không nữa, hay đi mua đầu. Em định bắt lại cái này mà thôi, em thấy dễ thương, em để lại mặt. Mọi người cần chi thì len để em biết nha. Còn không len gì thì em đi ngủ nha mọi người. Chích 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 chích. Cái này đầm thể thao nha mọi người, cái này đầm thể thao nha, cái này cũng xinh lắm, xinh lắm luôn. Có ai cần len chi nữa thì em len nha mọi người, không thì em đi ngủ nha, mệt quá rồi, em gói hàng cho mọi người xong đi ngủ nha, mệt quá rồi.
toàn bộ mạ vàng ấy nha mọi người. Khóa kéo của nó mạ vàng toàn bộ nha. Mấy con siêu phẩm này mọi người thích thì mọi người chụp hình inbox giúp em nha. Chụp hình inbox giúp em nha. Mới lắm luôn, mới làm kèn lòng thật nha mọi người. Cái mẫu của nó là lòng thật nha. Đẹp chưa? Mọi người nhìn lòng của nó này. Đã cực kỳ luôn. Thôi bye bye mọi người nha. Mọi người cần gì thì inbox giùm em nha. Mọi người xem like rồi inbox giúp em nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nha. Thôi em đi ngủ đây. Đi ngủ đây nha. Ai cần gì thì inbox giùm em nha. Ai cần gì thì inbox giùm em.